Chào các bạn. Kênh Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome thì mọi người hay inbox, nhưng mà cũng có một điều nữa, hình như là kênh chỉ toàn lan thôi. Hôm nay lần đầu tiên mình với một bạn đồng nghiệp là bạn Phương sẽ chia sẻ với các bạn thêm một khẩu vị của năm 2024, là chúng ta sẽ thấy những cái đồng nghiệp của mình sẽ thường xuyên lên kênh với những câu chuyện của sự phân tích các cái dự án và nhận định khách quan hoặc chia sẻ thông tin, vì đâu đó sẽ mọi người sẽ thấy những cái dư vị, và thậm chí là thêm một cái MC mà là nữ thì hình như chắc là mọi người sẽ đăng ký kênh nhiều hơn. Xin giới thiệu là bạn này là bạn Phương, cũng đã làm thuộc team kinh doanh Vinhome cùng với mình, và Phương cũng có rất nhiều năm kinh nghiệm với bất động sản Vinhome. Thì hôm nay sẽ một video đầu tiên chúng tôi chia sẻ về những cái dự án bản lề của năm tài chính của chủ tư Vinhome sẽ hướng tới đưa cho đến cộng đồng nhà đầu tư. Chúng ta sẽ bắt đầu với một dự án là Vinhome Vũ Yên, một thành phố hoa phượng đỏ, một đầu tàu kinh tế của phía Bắc. Thì hiện tại thì mình cũng đã có nhiều video truyền thông về kênh, về dự án này, nhưng hôm nay một sự khách quan, và đôi khi những cái nhóm khách hàng có những ý kiến khác nhau, sự inbox quan tâm, thì hai em chúng tôi sẽ chia sẻ trên cơ sở là tất cả sự tuân thủ của những cái điều của chủ đầu tư đưa ra, chứ cá nhân chúng tôi cũng, hai em cũng sẽ không đưa những câu chuyện mà không được phép truyền thông. Và đặc biệt là các bạn hãy chú ý là chúng ta nhìn nhận cơ hội đầu tư với những bước chuẩn bị, chứ chúng ta không đi theo. Trước đây mình cũng đã trải qua rất nhiều dự án rồi, nhưng mà với mình thì là đi đúng đường biên và những điều mà luật cho phép, của cái quy định của chủ đầu tư với những cán bộ, với những cái chuyên viên sale. Thế nhưng mà những khách hàng mà quan tâm và inbox những câu hỏi, cái vấn đề chung, thì hai anh em chúng tôi sẽ đưa ra cái sự phân tích, nhận định khách quan và những lời tư vấn, để sau đó chúng ta có những thương vụ đầu tư thật sự là hiệu quả. Thì Phương, nhóm khách hàng của Phương thì quan tâm nhiều nhất, ngoài anh em mình đang Ocean 2, Ocean 3 rồi, thì em thấy là Ocean, cái dự với dự đại dự án Vinhome Vũ Yên, thì khách hàng em quan tâm những điều gì? Vâng, chào anh Chiến ạ, chào quý vị và các anh chị. Thật ra thì ở Hải Phòng anh ạ, mọi người chờ đợi dự án này khá là lâu rồi, vì như chúng ta cùng đều biết là Hải Phòng là một nơi được thiên nhiên ban ban cho, gọi là những cái biển, rồi những cái khu rất là thiên nhiên ban cho rất là đẹp. Thế nhưng mà để nói về du lịch thì gần như chỉ em thấy những cái khu biển thì mọi thứ lâu năm rồi không có sự đổi mới, không có sự đột phá. Những cái vùng biển thì mình đi du lịch gần như những gần như là gọi là đi đồ sơn ấy, thì mình cũng không Lại có những cái nhắc về gì Đồ quá Sơn. mình không có những cái gì quá hấp dẫn, đúng không anh? Mình đi bây giờ em thấy những năm vừa rồi thì mọi người đi du lịch thì mọi người sẽ đi Quảng Ninh này, hay là Phú Quốc, Nha Trang này, chứ nếu mà gọi là về Hải Phòng Đồ Sơn thì không có quá nhiều điều mới mẻ. Thế nhưng mà hiện tại đến bây giờ thì dự án Vũ Yên em nghe nói là có rất nhiều những cái điểm độc đáo. Ví dụ như em thấy bảo là có trường đua ngựa này. Em lần đầu em nghe thấy đấy anh ạ. Thì bây giờ anh em mình có thể là đi từ đầu nhá. Mình sẽ đầu tiên là về vị trí đi anh nhở. Thì là dự án thì là ở Thủy Nguyên, Hải Phòng đúng không anh? Thế còn ở đấy thì nó sẽ kết nối về giao thông như thế nào ạ? Với vị trí của Vin ấy, thì cái sự lựa chọn của các chuyên gia, hoặc là đôi khi cái sự tinh hoa, các cái mảnh đất của Vin đang sở hữu đến bây giờ ấy, thì mỗi một ai đó bước chân đến thì đều thấy bảo ôi sao lại có những vị trí đắc địa như thế này. Thì tại cái hòn đảo đấy, thì hoặc là chúng ta sẽ thấy là riêng với VinFast, Vin cũng đánh thức một trước đây một cái hòn đảo hoang sơ, và đến bây giờ là VinFast cả thế giới biết đến khi mà VinFast được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, hoặc cái chất lượng của xe. Thế và chúng ta bắt đầu xuống đến Thủy Nguyên, thì cái đảo Vũ Yên, thì trước đây nếu như quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ 2015 thì Vin đã khởi động sân golf, và bây giờ sân golf 36 lỗ đã được rất nhiều các golfer có những giải xuất sắc tại đây. Và đặc biệt gần đây nhất thì năm ngoái thì Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều chỉnh lại cái tổng mức đầu tư và cái diện tích của dự án. Thì dự đâu đó cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo cái tờ trình của chủ đầu tư thì là tổng cái diện tích của dự án sẽ là hơn 800 hecta, 877 hecta. Vâng ạ. Với cái thông tin trong cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ ghi rõ là đâu đó có 7.095 biệt thự
và 3.553 cái nhà ở liền kề. Vâng. Và em với nhầm là cũng phải hơn khoảng 10.000 căn anh ạ. Rồi, ok. Tiếp nữa là chúng ta cũng sẽ thấy là với chính sách an sinh xã hội thì ở chính phủ cũng có cái gói là 120.000 tỷ về nhà ở xã hội. Thì Vin cũng tiên phong về một cái thương hiệu nữa là nhà ở xã hội Happy Home. Thì chúng ta sẽ thấy là cái làm về các cái cho các cái các giới tinh hoa sở hữu những biệt thự, thì bên cạnh đó cũng là những an sinh xã hội. Và điều này cũng là một điều tổng thể để một dự án có một sức hút rất nhiều đối với nhà đầu tư. Về vị trí thì anh thấy là sự kết nối từ cái Vinhome Vũ Yên về sang đến khu trung tâm hành chính mới nhất của Hải Phòng thì đâu đó có khoảng cách khoảng 8 km. Kết nối của từ Vũ Yên sang đến nhà hát lớn, nhà hát lớn giống như chúng ta ở Hà Nội thì kết nối nhà hát lớn thành phố Hải Phòng đâu đó là 5 km. Kết nối từ Vũ Yên đến sân bay Cát Bi thì cũng là 8 km. Và đặc biệt trong cái tờ trình mới nhất của được quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Vin làm cầu Máy Chai, thì đâu đó anh hình dung nó rất giống như là Riverside bên trên Hà Nội này, thì cái cầu Vĩnh Tuy ấy. Thì khi cái cầu dự kiến cầu Máy Chai đã và đang có cọc tại trên công trường thi công rồi, rất là quyết liệt rồi, 3K rồi, thì là dự kiến đi vào vận hành cây cầu đó là tháng 7 năm 2025. Bởi vậy là cái kết nối giao thông thì vị trí địa lý mình thấy là vô cùng đắc địa rồi. Đấy, và một vài các cái tiện ích nữa thì ví dụ như Ocean Park 1 cũng vậy, Riverside cũng vậy, chúng ta đều nhìn thấy các cái chuyên gia kinh tế, các cái bộ phận tư vấn giúp việc mà xuất sắc rồi, hoặc nghiên cứu các cái mô hình thành công của các cái quốc gia khác như là Centura của Singapore, của Malaysia, Singapore. Rồi các cái đô thị khác của các cái quốc gia mà đã thành công rồi. Thì Vin em thấy là cái đảo Hoàng Gia này được ví như là Sentosa của Singapore rồi, đấy anh. Okay. Vì bao quanh ở đấy là hòn đảo và rồi. Bao quanh là bởi ba sông mà sông đấy lại sông tự nhiên, sông Bạch Đằng, sông Cấm và sông Vượt Lợ. Rồi, okay. Thì là có nghĩa là ôi ở đấy thì cảnh tượng thiên nhiên chắc là tuyệt vời lắm anh nhỉ. Cái đấy nữa này, Hải Phòng là một thành phố mà gì có ba cái đầu cầu trụ cột về kinh tế là kinh tế cảng biển, du lịch và công nghiệp. Và đóng góp GDP của hoặc đóng góp thuế cho ngân sách cho trung ương thì Hải Phòng cũng luôn luôn là đầu tàu. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn chúng ta sẽ thấy luôn luôn như vậy. Và vừa rồi thì anh cũng gặp sau khi những cái sự phân tích, đặc biệt là với cái tài liệu giải trình của báo cáo tài chính quý 4 với Vinhome, thì Vinhome cũng là một công ty niêm yết nên là có những tài liệu để thu hút vốn đầu tư nước ngoài hoặc các cái dân đầu tư chứng khoán, thì có những tài trình giải trình thì trong tài liệu đấy mình được phép truyền thông là Vin sẽ ra 3 dự án mới trong năm nay. Dạ. Năm tài chính 2024 là Vũ Yên này, Cổ Loa và Đan Phượng. Vâng. Và một tổ chức nghiên cứu độc lập là VN Direct thì họ đã có nghiên cứu dự báo doanh thu lợi nhuận của các dự án và kèm theo nữa là cái mức kỳ vọng lợi nhuận cho các cái nhà đầu tư chứng khoán. Thì anh thấy là cái tổ chức nghiên cứu độc lập như vậy thì đem lại những cái thông tin cực kỳ tuyệt vời. Và trở lại những cái dự báo doanh thu của Ocean Park 2, Ocean Park 3 VNX thực hiện thì anh thấy con liệu số liệu rất là sát. Dạ. Thế thì ở đây thì anh muốn nói rằng là có rất nhiều thông tin, các cái câu chuyện của mình cũng rút kinh nghiệm để chia sẻ với các cái nhà đầu tư, vì rất nhiều người quan tâm theo dõi và inbox, nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải làm đúng cái điều gì của chủ đầu tư đưa ra. Với một dự án thì theo em là cần tư vấn cho khách hàng, khi khách hàng quan tâm dự án này thì em cần tư vấn cái vấn đề pháp lý và những điều cần tự thực bước thì như thế nào? Khách hàng thì bây giờ khách hàng đang rất quan tâm, thứ nhất là về pháp lý và rồi. Thứ hai là về giá anh ạ. Rồi. Nhưng thật ra đến thời điểm này thì cũng chưa có một cái thông tin gì chính thức cả. Và cái đấy thì em cũng tư vấn với khách hàng là mình sẽ chờ những cái thông tin chính xác nhất từ chủ đầu tư. Khi nào có thông tin cụ thể chính thức thì em sẽ gửi đến quý khách hàng những thông tin chính xác nhất. Rồi. Vâng. Ví dụ bây giờ khách bảo cọc thì em có cọc không? Ôi rồi, làm sao cọc được anh? Cái đấy thì mình phải chờ đến khi nào mà... Thế biết đâu người ta bảo rằng là không em hiểu nhiều này cho anh giữ chỗ rồi sao? Thế thì cọc người thì được anh ạ, chứ còn chưa cọc được hàng anh ạ. Bây giờ theo em thì trong ở đấy nhá, có với số lượng căn như vậy và chia làm... 6 phân khu anh ạ. Phân khu nào? Thì có, em thấy 6 phân khu thì đặt tên rất là hay anh ạ. Có phân khu Hạnh Phúc, phân khu Thịnh Vượng, phân khu Hoàng Gia, phân khu Hoàng Kim, phân khu Thượng Lưu và phân khu Phồn Hoa. Anh nghe thì tên có thấy kêu không? Khả năng là nếu như là rất nhiều những cái gia đình trẻ thì chắc chắn là
Những bậc trung lưu thì người sẽ lấy hoàng gia thượng lưu đúng không? Thế nhưng mà các bạn trẻ thì anh nghĩ em là một cái từ hạnh phúc. Ví dụ nhưng như mà em thì em rất thích cái cụm từ hạnh phúc anh ạ. Hạnh phúc, đúng rồi đấy, kiểu nữ là như vậy. Hôm qua thì anh có một có những khách ở Việt Kiều về thì chú cũng hỏi anh là cái chỗ nào ra trước hoặc gì đấy, thì anh cũng xin phép là anh chưa được truyền thông vì cái thông tin ấy phải chính thức từ chủ đầu tư là cần kích ập này đúng không, trao giấy chứng nhận bán hàng và đào tạo sale. Với như anh em mình sale ở ở chính chủ đầu tư thì chắc là không không cần phải trao giấy chứng nhận nữa rồi đúng không, được đào tạo, được cái sự thông tin truyền thông mà và mình sẽ đi luôn được có chính thống, những cái thông tin mà chính xác nhất chính gửi đến quý thống khách hàng. rồi. Ok, anh thì khả năng là anh lại thích phồn hoa trước, Vâng. vì là anh nghiên cứu thì anh thấy là ví dụ như là những cái bài toán của chủ đầu tư ấy khi thực tiễn tại công trường ấy thì họ có những cái đợt ra hàng nó giống như kiểu iPhone ấy, Vâng ạ. ra hàng như kiểu theo cái chuẩn quốc tế để làm sao cái kết nối giao thông thuận lợi này. Cái đầu tiên chắc chắn là cái phân khu mà từ kết nối từ cầu Máy Chai sang trung tâm hành chính, sang thành phố Hải Phòng giống như kiểu là cầu Vĩnh Tuy ấy đi Vâng về ạ. về Hoàn Kiếm hay là các thứ, thì anh thấy rằng là một số cái anh nghĩ là một số điểm nhấn mà chắc chắn cái câu chuyện bài toán ra hàng của chủ đầu tư sẽ là những Sẽ là cái vâng. tiên phong và những điều tuyệt vời nhất. Vâng ạ. Nhưng mà bên cạnh đó thì mỗi một cái thế bây giờ em có những cái gì điều gì đặc sắc tại đây, khác biệt gì với mọi người cũng sẽ vẫn hỏi là ngoài cái tình yêu về quê hương kiểu như là quê hương Hải Phòng hay Vâng. là luân chuyển vốn từ các cái khi Việt Kiều thì mọi người cũng sẽ hỏi là các cái tiện ích khác biệt, và cũng anh em mình đang bán ô số 42, ô số 3 thì em nghĩ là ở cái đấy thì có gì đặc biệt để nhà đầu tư quan tâm. Dạ, với cái dự án này thì những cái điểm, những dự án của Vinhome anh ạ, thì ở đây có điểm đặc biệt đấy là trường đua ngựa. Rồi. Trường đua ngựa thì 5 hecta thì là ở Rồi. đây nhá, sẽ là tập trung những giới thượng lưu mà yêu thích thể thao anh ạ. Vâng. Có nghĩa là mọi người không chỉ là đến đây, mọi người có thể thỏa thích với cái đam mê của mình mà lại còn hòa mình vào một cái thiên nhiên rất là đẹp nữa. Đấy là cái điều hết sức đặc biệt. Có nghĩa là những cái trường đua ngựa thì là có thể ở đâu đó nhưng mà ở giữa biển, điều hết sức độc đáo anh ạ. Hơn nữa ở đây lại có, em thấy có sân golf thì là hiện hữu sẵn rồi. Rồi, 36 hố. Vâng. Thì và hơn nữa em thấy có cả du thuyền nữa anh ạ. Rồi. Về cái du thuyền đấy thì cả safari đúng không? Vâng. Safari nữa thì là em thấy mọi thứ đều là dành cho giới thượng lưu. Vâng. Rất rất nhiều các mọi người khi mà những trận đánh gốc thì rất muốn anh em về nhà đúng không? Được muốn vợ nấu một bữa cơm đúng không? Không phải đi ra quán. Thì đây chắc là dự án đầu tiên được như thế. Vâng ạ. Đúng không? Đấy. Mình chơi thể thao xong là mình có thể về nhà ăn cơm rồi. Rồi ok. Thậm chí là anh ở Ocean Park 1 thì anh sẽ thấy rất nhiều cái hình như đâu đó là 4 quán spa thú cưng, spa cho các cái thú cưng động vật như là chó như mèo. Thế thì ở đây thì anh được biết là cái trường đua ngựa đấy thì cũng là một bộ môn quý tộc. Đâu đó ngựa là một cái biểu tượng có sự kiên trì bền bỉ và mạnh mẽ. Và con gái bác Bill Gates vừa rồi cũng sang dự đám cưới gì đấy ở Hạ Long, xong là con gái bác Bill Gates cũng yêu bộ môn này. Và đặc biệt với bộ môn này thì ngựa thì trường đua ngựa anh thấy tiến độ thì cũng đã xây xong, và chúng ta sẽ thấy là ngựa sẽ nhập khẩu từ châu Âu này và sẽ được các cái chuyên gia, và tiếp theo là có cả cái hình thức dịch vụ là ký gửi chăm sóc cái vật cái thú nuôi con vật ngựa của chúng ta đúng không? Thì đúng là một điểm khác biệt. Và trong các quốc gia khác như là Hoàng gia Anh hoặc là đợt Tổng thống Nga sang Dubai thì được được đón tiếp bằng các kỵ binh, mà những hình ảnh đấy thì và anh search ra tìm hiểu thì những cái quốc gia phát triển thì đều có trường đua ngựa. Và đây là một điều mà Việt Nam hội nhập thì hội Việt Nam cũng rất rất mong muốn những cái điều đấy, là điều khác biệt. Khác biệt mà Vin đã làm thì luôn luôn là số 1, là kỳ tích đúng không? Không biết là sau này trường đua ngựa này có mở rộng để cho quý khách du lịch có thể là trải nghiệm cái đấy thì chắc là cứ chờ đi. Nhưng mà anh nghĩ là đấy là một tiện ích khác biệt này. Cái thứ hai nữa là cái sân cái du thuyền thì nhà giàu thì thường hay sở hữu một bộ sưu tập, tức là người ta có bất động sản hàng hiệu này, có những cái sở thích, ví dụ đam mê về đồng hồ Rolex hay là những trận trận đấu golf hay những trận tennis. Và ở đây thì rất muốn là sau này thì được biết là có những cả kể cả những biệt thự ở đây có tầm độ khoảng 1.000 mét vuông, và có cả onsen của Nhật Bản này, và chúng ta sẽ rất thích một cái ngôi nhà là gì trước đó đậu bến du thuyền.
và các tỷ phú thế giới thậm chí họ sở hữu những con thuyền mà đi qua các đại dương. Vâng ạ. Đâu đó hình ảnh chúng ta nhìn thấy 999 cái xe VinFast xuất khẩu sang bên Mỹ và cái con thuyền đấy đi qua cái cầu cảng ở California, thì đấy là một biểu tượng, một hình ảnh, một quốc gia mà ai cũng như thấy một niềm tự hào dân tộc. Thì bây giờ ai đó mà người ta giàu có rồi, người ta có một cái một ngôi nhà xong một cái du thuyền trước nữa, bình thường là biệt thự hoa hậu như em ở đấy nữa thì chắc là đúng bình không? Thường là ô tô thì đỗ tại cửa biệt thự anh nhỉ. Đây là du thuyền mình sẽ đỗ tại cửa luôn. Rồi, ok. Thật là thì như vậy thì vấn đề là so sánh như này nhé. Các dự án của Vin thì luôn luôn đem cái sự điều khác biệt. Đặc biệt với chẳng hạn như chúng ta cũng nhìn một đất nước, một kinh đô hoa lệ hoặc là một cái đất nước mà thu hút cái khách du lịch hoặc đầu tư nước ngoài nhiều nhất là ở Dubai. Thì sắp tới đây anh sẽ thấy một cái câu chuyện hút vốn đầu tư nước ngoài. Tức là các cái chuyên gia về làm việc cho VinFast và thậm chí trải nghiệm, tức là qua đây Vin cũng rất mời các chuyên gia từ nước ngoài về để biết VinFast và VinFast đã vươn sang đến Mỹ với tổng mức đầu tư là 2 tỷ đô và sang Ấn Độ, sang Malai và bây giờ sẽ biết cái xe công nghệ xanh. Thì như vậy thì ở đây vấn đề cũng nhiều người hỏi là tại sao ở Hải Phòng, anh thấy là những câu chuyện đấy và cái tiện ích nó khác biệt do tất cả các cái dự án mà Vin đã đưa ra. Ví dụ tại Ocean Park 2 chúng ta cũng sẽ thấy là quảng trường Kinh Đô này, tuyến phố đi bộ này, ở Dơ Viên này, Cát Thao. Thì một người mà qua đây một cái trải nghiệm được khoảng một ngày mà chúng ta đi được qua các không gian văn hóa của rất nhiều nước. Thế thì ở đấy thì chúng ta lại nhìn thấy một đô thị nghỉ dưỡng, một chất sống của quốc tế. Và chúng ta có sân golf này, đúng không? Chúng ta có trường đua ngựa này, một điều cực kỳ khác biệt, đúng không? Cái nữa là chúng ta lại có bến du thuyền và dòng sông, ba dòng sông. Đương nhiên có cái tính lịch sử nữa, có những cái tên nó chưa được mỹ miều nhưng sông Bạch Đằng thì chắc chắn là một ai cũng toát lên một cái tính lịch sử, một tính kiêu hùng của dân tộc. Em khi nghe đến cái sông rồi lợn thì em cũng thấy nhưng là... mà khả năng chỗ đấy hình như đẹp nhất đấy. Cũng là một sự khác biệt đúng không anh? Và có khả năng là sau này anh em phải tìm những cái mặt hàng gì đấy. Vâng ạ. Thế bây giờ có một câu chuyện khách hàng là sẽ hỏi là có nên đầu tư ngay hay là cứ chờ tiến độ? Thì em nghĩ sao? Em nghĩ là về Vinhome luôn là những gì tiên phong nhất. Rồi. Và những cái dự án của Vin đưa ra thì là luôn là những cái cơ hội mà đầu tư rất là đáng giá. Ừ. Mình nên chọn thời điểm ngay từ ban đầu anh ạ. Rồi. Để đưa ra những cái khách hàng cũng nên tìm hiểu và để lựa chọn những cái căn những cái sản phẩm mà là mình lựa chọn ngay từ thời điểm ban đầu để đưa ra những cái giá trị tốt nhất. Thật ra thì anh nghĩ là những cái câu hỏi chung mọi người cứ hay chờ đợi là cái gì kiểu, nhưng mà về bản chất thì trong bất động sản thì anh thấy là có hai cái câu chuyện là dòng tiền và lãi vốn. Đúng ạ. Đúng không? Thế còn nếu mà mua để ở của Vin thì chúng ta sẽ chọn phân khúc giá phù hợp và cái tiện ích của Vin thì không đâu thật sự. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy công trường là có rất nhiều là nhiều người là phải nhiều cái dự án khác là còn mua nhà mãi không thấy hình ảnh, không thấy hiện hữu, nhưng mà với Vin thì bây giờ hiện hữu rồi. Các bạn có thể nhìn thấy flycam trên Hải Phòng trong tôi hoặc nhịp sống Hải Phòng thì các bạn sẽ thấy trực quan nhất. Nhưng mà về khía cạnh của hai anh em chúng tôi, những người gắn bó với sản phẩm của Vin rất lâu rồi, thì chúng tôi cũng sẽ muốn chia sẻ các bạn những cái tiện ích, đặc biệt là chúng ta cũng không sợ là có một căn 1000m² mà chúng ta chưa với tới, nhưng mà chúng ta cũng sẽ đón nhận những căn khoảng 54-63m², hoặc là chúng ta điều quan trọng nhất là chúng ta có một cái bài toán tài chính cho phù hợp. Còn chính sách bán hàng hoặc gì đấy thì chúng tôi sẽ khi mà được sự truyền thông chính thức của chủ đầu tư, những cái buổi đào tạo, những cái buổi kích hợp đấy thì chúng tôi sẽ có những thông tin cực kỳ là xác đáng và chính xác cho các bạn. Điều quan trọng nhất là bây giờ là bạn chuẩn bị một thấy là cái tiềm năng, cơ hội và thậm chí là đôi khi là yêu mến thành phố Hải Phòng, đúng không, quê hương. Hoặc là anh gặp rất nhiều những khách hàng rồi, khi mà thành công bên nước ngoài thì họ đều có một cái xu hướng dịch chuyển tài sản về quê hương. Thì đây là một cái dự án mà các bạn rất đáng lưu tâm. Trong báo cáo thường niên, trong cái tài liệu giải trình của Vin mà chúng tôi được phép truyền thông ấy, có 3 dự án mà Vin sẽ làm bản lề năm tài chính năm nay. Đó là Vũ Yên này, Cổ Loa này, Đan Phượng. Và video này chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn một cái sức nóng, một cái cơ hội mới. Chúng ta có thể bắt tay rất nhiều sản phẩm của Vin, nhưng mà chúng ta ví dụ baby chúng ta mà thích đua ngựa, một cái mà đem lại cho cái sự bền bỉ, một sự cố gắng, một sự nỗ lực, một sự kiên trì, đấy, một môn thể thao yêu quý của giới quý tộc hoàng gia, thì có thể bạn lựa chọn đây. Và ai đó có đủ điều kiện, đã có, các bạn cần sắm thêm những bộ sưu tập đâu đó
sở hữu bạn bè, tài sản của bạn là thể hiện vị thế của bạn trên thương trường, và những cái sự đầu tư thì ở đây đang là một cơ hội. Nhưng cũng vẫn nhắc lại rằng là những câu chuyện truyền thông phân tích và chia sẻ cơ hội thì những người sale như chúng tôi gắn bó thị trường rất từ lâu rồi, chúng tôi có một đường biên, có một câu chuyện rõ ràng phải tuân thủ những điều của chủ đầu tư đưa ra. Mọi truyền thông thì vấn đề là phân tích cơ hội, còn tiếp tục nữa các quý nhà đầu tư cần chia sẻ chuyên sâu thì hãy liên hệ với dành cho kênh. Chắc lần này các bạn cứ liên hạc và liên hệ với Phương nhé. Em rất hân hạnh lên kênh đúng không? Đấy, số điện thoại của Phương mình sẽ để trên màn hình, và hai anh em chúng tôi sẽ thường xuyên sự gắn bó thị trường là Ocean Bank 2, Ocean Bank 3, và chúng tôi cũng sẽ kết nối trực tiếp cho các bạn trải nghiệm tại Vũ Yên khi mà có điều kiện cho phép từ chính chủ đầu tư. Chắc là những điều đó thì cũng sẽ là còn rất là dài, khi những hình ảnh từ concept thiết kế, từ phân khu, từ mở bán và giá thì sẽ còn rất nhiều video, đúng không? Vâng ạ. Phương muốn gửi gì với quý khán giả khi lần đầu tiên lên kênh? Em rất hân hạnh được hôm nay được đồng hành cùng anh Chiến để chia sẻ đến thông tin đến quý vị khán giả. Rồi. Và rất mong là sau nhiều buổi sau nữa là sẽ được cùng anh Chiến tiếp tục đưa thêm những thông tin về thị trường Vinhome đến quý vị khán giả. Có những câu chuyện mà hai anh em chúng tôi đồng hành, có những khách hàng chúng tôi đã tư vấn, có những căn chúng tôi, hai anh em chúng tôi đang đứng tư vấn thì đã bị lốc mất rồi. Em cũng thấy là mình cứ đi quay căn nào là đã thấy lốc và rồi, và hy vọng rằng là một điểm đột phá nữa. Anh em thì rất có duyên đấy. Dự án Vũ Yên là hai anh em chúng tôi sẽ đưa cho đến cho các bạn những cơ hội, những thương vụ đầu tư thật sự là hiệu quả với những thông tin chính thống và những bài toán đầu tư tài chính trong tầm nhìn dài hạn, và những thương vụ mà thật sự kết nối tài sản của các bạn là định hướng trong tương lai, và thậm chí những tài sản của chúng ta là báu vật truyền đời cho thế hệ mai sau. Cảm ơn các mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.